Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới, các bạn thân mến. Như các bạn đã biết, tình hình Biển Đông đến nay vẫn tiếp tục xuất hiện những biến động phức tạp. Chủ đề về Biển Đông vẫn luôn nóng và được nhiều người quan tâm. Trung Quốc liên tục có những hành vi ngang ngược nhằm đạt được mục đích độc chiếm của mình. Các quốc gia Đông Nam Á có vùng biển tranh chấp như Brunei, Malaysia, Philippines thực tế không hề có trong mắt của Trung Quốc. Với âm mưu bành trướng, bá chủ toàn cầu thì Trung Quốc có thể thâu tóm những nước yếu thế bất cứ lúc nào. Thế nhưng đối với Việt Nam thì lại khác, quốc gia này có phần dè chừng hơn, vì sao thế ạ? Xét về kinh tế, dân số, quy mô quân đội hay là tiềm lực quân sự? Mọi thứ bọn họ đều qua mặt ta, vậy thì lý do thực tế là gì? Câu hỏi này được một tên dùng mạng Ấn Độ trả lời vô cùng xác đáng. Tự chung lại, anh bạn này khẳng định rằng Việt Nam chúng ta chính là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông. Những lý lẽ dẫn chứng cho chủ đề này như thế nào và sự thật có phải như vậy không thì hãy cùng khám phá ngay trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nhận định của người dùng Ấn Độ mà chúng mình vừa nhắc đến bên trên nhé. Trên Quora, một trang mạng xã hội cho phép hỏi đáp trực tuyến có đăng câu hỏi rằng Việt Nam có phải là đối tượng đau đầu nhất Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Sau khi đăng tải, câu hỏi này đã thu hút được rất nhiều ý kiến từ đông đảo cộng đồng mạng. Thế nhưng gây chú ý nhất là câu trả lời đến từ một nhà quan hệ quốc tế và chính trị Ấn Độ bởi những lý lẽ xác đáng mà anh ta đưa ra. Anh ta đưa ra vấn đề như sau: không chịu thừa nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông, lại xây dựng mối quan hệ ngoại giao với các nước lớn, gây khó khăn cho Trung Quốc trong quá trình và mục tiêu bành trướng của họ, chính là nguyên nhân khiến cho Việt Nam trở thành đối thủ khó nhằn. Trung Quốc vô cùng đau đầu trong việc ứng xử với Việt Nam trong cuộc tranh chấp này. Nghe đã thấy vô cùng hợp lý rồi phải không ạ? Thế nhưng để hiểu rõ vì sao lại như vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe những phân tích bên dưới nhé. Lý do đầu tiên phải kể đến là lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là hết sức rõ ràng và nhất quán. Chúng ta vẫn luôn giữ vững lập trường đối đầu với Trung Quốc trong mọi mặt, những hành vi xâm hại đến chủ quyền của Việt Nam. Đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đều vô giá trị và không được công nhận. Việt Nam kiên quyết phản đối. Trong khi đó, nhiều quốc gia trong khối ASEAN, những quốc gia có vùng biển tranh chấp lại có những quan điểm khác nhau trong vấn đề này. Họ thường lựa chọn cho mình đồng minh hoặc có thể là một chỗ dựa vững chắc, chẳng hạn như Malaysia và Brunei. Họ thường chú trọng nhiều hơn đến mối quan hệ với Trung Quốc, còn với Philippines thì lại tranh thủ sự hậu thuẫn của Mỹ, lấy Mỹ làm điểm tựa để chống lại đất nước này. Trong khi đó, Việt Nam vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm, không nghiêng ngả về bất cứ bên nào, dù cho Mỹ có nhiều lần thể hiện thành ý muốn hợp tác với Việt Nam chống lại Trung Quốc. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng thời điểm đó, James Mattis thăm Việt Nam trong cả 2 năm liên tiếp 2017-2018, nhiều lần gặp gỡ với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong chuyến thăm vào tháng 1 năm 2018, ông Mattis đã nhiệt tình nói về tương lai hợp tác Việt-Mỹ và khéo léo bày tỏ quan điểm bằng cách gọi hai nước là những đối tác cùng chí hướng. Tiếp tục vào tháng 4 năm 2019, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson đã đến thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Người kế nhiệm của Mattis, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong một chuyến thăm vào tháng 11 năm 2019, gặp gỡ không chỉ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, còn gặp cả Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản, ông Trần Quốc Vượng. Trước những biểu hiện đầy thành ý cùng với những lời mời gọi hợp tác để chống lại Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn hoàn toàn bàng quan và quyết giữ lập trường của mình. Nghiêm túc thực hiện chính sách 4-0 bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rằng không thể phụ thuộc vào ai để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như giữ vững nền độc lập tự do quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam còn cao tay hơn khi sử dụng một chiêu bài mà nước bạn không thể ngờ tới, đó là tận dụng sức mạnh từ luật pháp quốc tế, thậm chí là cả sức mạnh thế giới. Trong khi Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái hung hăng hơn trên biển như đâm chìm tàu cá Việt Nam, thành lập hai quần đảo thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, hay như việc cho vận hành hai trạm nghiên cứu khoa học ở Biển Đông, Việt Nam lúc này lại tận dụng thời gian để thu thập đầy đủ những cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử chủ quyền đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa.
Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp khác trên vùng biển của Việt Nam, được xác lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, sau đó gửi toàn bộ Liên Hiệp Quốc để nhờ tòa trọng tài phán xử. Đây là bước đi đặc biệt hợp lý trong đối sách ứng xử với Trung Quốc khi mà quốc gia này không chịu hợp tác, đàm phán cũng như muốn thương lượng. Lúc này tìm đến một giải pháp pháp lý là điều cần thiết bởi trong xã hội quốc tế hiện nay, thượng tôn pháp luật là bổn phận và trách nhiệm của mọi quốc gia trên thế giới. Cách giải quyết này đầy văn minh đã giúp Việt Nam nhận được cái nhìn đầy thiện cảm của bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó còn tranh thủ được sự giúp đỡ của họ trong cuộc tranh chấp này. Thế giới đã nhìn rõ được bộ mặt thật của Trung Quốc, vậy nên chỉ cần một tiếng súng chĩa vào Việt Nam thôi thì cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại chúng. Các cường quốc khác cũng sẽ bảo vệ Việt Nam bởi chính nghĩa cũng như quyền lợi của chính họ. Lý do tiếp theo cũng là một lý do quan trọng, đó là sức mạnh địa chính trị. Việt Nam có vị trí địa chiến lược trong khu vực trọng yếu hàng đầu trên thế giới. Đông Nam Á nằm trên trục đường giao thông quan trọng. Các tuyến hàng hải thương mại được xếp vào loại nhộn nhịp nhất châu Á, là vùng đất giàu tiềm năng, đồng thời còn là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên toàn cầu. Vị trí cửa ngõ của Việt Nam khiến nước ta từ trước đến nay luôn là nơi cạnh tranh địa chính trị và mở rộng ảnh hưởng giữa các cường quốc. Ngày nay, giá trị vai trò chiến lược của Việt Nam có ý nghĩa trong việc triển khai hiện thực hóa chiến lược đối với các nước lớn trong khu vực. Thế nên, nếu như quốc gia nào có ý định chiếm lấy Việt Nam cũng có nghĩa là đang công khai chống đối những nước lớn này. Hiểu được vấn đề này, Việt Nam đã tìm cách tận dụng triệt để bằng cách là xuất hiện với vị thế quan trọng trong chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực và trên cả thế giới, đặc biệt là các nước lớn. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng quan hệ đối tác toàn diện với 13 nước, trong đó có tất cả các nước lớn như Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Điều này đã góp phần định vị vững chắc hơn vị thế của Việt Nam trong bối cảnh cục diện khu vực thế giới còn nhiều biến đổi. Và điều này chắc chắn cũng sẽ khiến Trung Quốc phải dè chừng hơn với quốc gia của chúng ta. Giờ đây, những tranh chấp Biển Đông không chỉ còn là xung đột giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ASEAN với các yêu sách mâu thuẫn nữa, nó đã trở thành vấn đề quốc tế. Những tranh chấp hiện nay đã chuyển từ xung đột lợi ích giữa Trung Quốc với ASEAN thành tranh chấp giữa Trung Quốc với Mỹ và cả cộng đồng quốc tế đối với sự việc sử dụng các tuyến hàng hải ở Biển Đông. Mỹ ủng hộ phía Việt Nam trong vấn đề này, đồng thời công khai chống lại Trung Quốc. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, Mỹ đã điều các nhóm tàu sân bay tác chiến, máy bay ném bom B-52H cùng nhiều vũ khí chiến lược khác tới Biển Đông. Họ khẳng định rằng Mỹ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, ưu tiên vai trò của luật quốc tế. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì tự do hàng hải và ổn định cho ASEAN nói chung và cho Việt Nam nói riêng. Như vậy, có thể kết luận rằng một mình Việt Nam không phải là đối thủ mạnh cả về kinh tế, ngoại giao và quân sự để chống lại cường quốc Trung Hoa. Thế nhưng, thông qua việc hợp tác với các nước khác, Việt Nam có thể gây ảnh hưởng đáng kể để thay đổi hiện trạng, lật ngược thế cờ có lợi cho mình ở Biển Đông. Và cuối cùng, một lý do khiến Trung Quốc phải vô cùng dè chừng với Việt Nam đó là tình yêu nước, tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân ta. Từ xưa tới nay, đại đoàn kết là một truyền thống quý báu trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là tài sản vô giá được truyền đời qua nhiều thế hệ của người Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng hòa bình hiện đại, đại đoàn kết là chất liệu nâng tầm dân tộc. Trước những hành động hung hăng của Trung Quốc, mỗi người dân Việt Nam đang cùng chung tay tạo nên một khối thống nhất, tất cả hướng về Biển Đông, cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì chủ quyền biển đảo quê hương, những người ngư dân thì quyết tâm bám biển. Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng tỏ rõ tinh thần đoàn kết bằng việc tổ chức nhiều cuộc meeting tuần hành hòa bình, phản đối việc làm của Trung Quốc tại nước sở tại. Còn với những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió thì luôn vững vàng, ý chí đùm bọc cùng nhau vượt qua khó khăn để từng ngày từng giờ bám trụ với biển đảo nước nhà, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tất cả đã làm nên một Việt Nam khó nhằn đối với quốc gia Trung Quốc. Các bạn thấy đấy, với mình đó là lý do đủ để thấy Việt Nam là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông chưa ạ? Mọi thứ hội tụ đầy đủ và trọn vẹn, tạo nên một Việt Nam kiên cường, bất khuất, đủ để thấy chúng ta cảm thấy tự hào khi nghĩ về. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Những comment của các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn cho ban biên tập. Vậy nên đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với tin mới nhé. Đồng thời, nếu bạn thấy hay và nhận được những thông tin bổ ích từ video này, hãy cho chúng mình một like, share và subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.